Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ pin với đồ nghề nè. Đó, hàng bị mới bị bơm bùm vậy ha. Thì bán xả cho anh em luôn nè. Rồi một con Hitachi anh em. Con này khá là đẹp, 12V. Sạc là điện 100V nha anh em. Đó, 2 cấp tốc độ ha, 22 cấp trượt. Đó, có một dĩ chỉ mũi vít mũi khoan gì nữa nè. Đó, thì con này bữa hãm bán là đã bao khách chạy rồi ha, bao chạy nha anh em, Haraki bao chạy ha. Rồi con này bán cho anh em 650 anh em ha, chỉ khoan đủ bao ship anh em, hộp pin Hitachi 650. Rồi hai cục pin của Hikuki, một cục 150.000 anh em, Hikuki 150.000 một cục nha, bán mù ha, 150.000 cục nha anh em. Hikuki 14V4. Hikuki hay là Hitachi ta? Hitachi. Một cục Hitachi, một cục Hikuki. Đó. Chung một dĩ mạch. Đó, bán anh em 300 ha. Hai cục. Nguyên siêu chưa khui nè. Đó, chưa có dấu ha. Pin zin luôn còn siêu quá. Rồi hai cục pin 300. Rồi một combo kéo bán anh em combo này bán anh em như vậy ta, 300 đi, 300 luôn. Đây một cây kéo của Đức nè, kéo holo này của Nhật nha, con này Nhật hết nha, kéo này không có kiểu Đức nha anh em, Nhật nè. Đây này Nhật nha, hãng cai nha. 1, 2, 3 cây kéo holo này đa năng anh em, khui hộp, khui bia đầu cài càng cua đồ ngon lành, cắt là cứng cám. Con này cắt thịt đồ ngon lành luôn, của Đức luôn nè, hai người nè. Rồi kéo này bán anh em 300 ha. Rồi thì đối với cái clip này thì anh em nào mà chuyển khoản đủ em bao ship nha.